nha. Tết đại con âm ly của Đan Mạch, cặp lo của Mỹ. Lo nào cũng lo cố nha, nhưng mà tiếng nó được nha. Nghe qua cái này nè. Cái này cũng ra Bluetooth thôi, bác Bluetooth qua này thôi. Qua này, qua này, qua âm ly, qua lo. Trép bát này. Nghe vừa vừa để đó 50 thôi. Cái đài luôn này. Đón ta hồi hương, thầy đồ sẽ sống lại hương. Hay nha. Cái lo của nó thì một là nó xài cái kiểu hoa sen, còn hai là cộng trừ chỗ đây. Mấy cái lo cổ của Mỹ là nó như vậy hết nha. Tất cả nó làm kiểu vậy, hầu hết đó nha. Mấy lo Panasonic như vậy, nó làm giống vậy này. Ok chưa? Một sang tiếng rồi này, sang tiếng này.